lâu rồi mình không gặp nhau đúng không? Ôi các bạn ơi, các bạn có thấy sau lưng của Linh có cái gì không? Bây giờ mình sẽ đi khám phá xem sau lưng của Linh là cái gì nhé. Với ba mẹ nè, mình đi ra chuồng dê chỉ cho các bạn biết con dê là con gì nha. Ôi chào bạn dê. Cô Linh phải đi cắt cỏ tiếp cho mấy bạn dê ăn đây. Chào tạm biệt các bạn.